Bà ngoại với cháu đang đang đương giỏ lục bình nha cô chú anh chị. Đó, bà ngoại là một nghệ nhân tay nghề cũng lâu năm lắm rồi đó. Ngoại năm nay là ngoại 80 tuổi rồi đó cô chú anh chị. Ngoại rất là vui vẻ luôn, rất là thoải mái. Ấy chút đi, ấy cho nó trắng đẹp đi. Đẹp đi. Đây là cũng một cái công việc để có thu nhập hàng ngày của bà con mình ha. Tuy rằng nó không có nhiều nhưng mà cũng tạo công ăn việc làm cho cô chú anh chị ở xóm ở nông thôn mình cũng nhàn rỗi cô chú anh chị. Lớn tuổi thì cũng làm được, nhỏ tuổi cũng vẫn làm được công việc này nha cô chú anh chị. Nhưng mà đòi hỏi mình phải biết kỹ thuật để đương đáp những cái sản phẩm này nè. Như là sản phẩm này đó là hiện tại là ngoại với em gái đang đương là nó chỉ là mới là phần thô thôi. Là mai mốt là phải khi về bên công ty á, họ sẽ gia công lại làm những cái hoa văn này kia rồi và làm lại rất là đẹp nha. Cái này là mới cái sản xuất phần thô thôi đó cô chú anh chị. Nhưng mà nhìn thấy cũng rất là đẹp rồi. Mai mốt á là chuyển về đưa về công ty lớn á, là bên họ sẽ có đội ngũ kỹ thuật để làm đẹp cái sản phẩm lên để nhập khẩu bán qua nước ngoài nha cô chú anh chị. Cái màu vàng vàng là vào ngày phải không? Hai màu trắng vào ngày. Ngoại cho con hỏi ngoại. Mình làm này ngày được 100 ngàn rồi ngoại xài hết không ngoại? 100 ngàn đâu xài hết. Là chắc ngoại để dành mua vàng để hậu thân phải không? Gửi nhà bạn. Dạ. Hoặc là cho con cháu này kia rồi ha ngoại. Con cháu nó có rồi, mình lo thân mình. Dạ. Đó, ngoại là tay nghề là lâu năm lắm rồi nghe cô chú anh chị. Đó, ngoại 80 tuổi rồi ngoại vẫn thấy khỏe nè, thấy vui tươi. Da dẻ hồng hào nghe, đẹp lão lắm nha. Chứ không phải 80 tuổi mà ngọn chỗ đâu nha. Ngoại còn đi tới lui làm công việc là rất là ok luôn á. Ngày xưa giờ người ta nói, thường ta nói là thất thập cổ lai hy á, mà ngoại năm nay là huốt luôn rồi đó, chứ không phải chơi đâu. Thất thập cổ lai hy là chỉ có bảy mấy tuổi thôi đó. Bây giờ là ngoại là 80 rồi đó cô chú anh chị. Ngoại nhìn mặt rất là phúc hậu ha, ngoại là nhìn là ta thắt rất là dễ mến luôn á. Con không biết sau này con được bao nhiêu con không biết, nhưng mà này thấy ngoại vậy là đỉnh rồi đó. Dạ sống vui vẻ là nó được thọ lắm ngoại ơi, còn kiểu mình gầu lo này kia đó nó mau sanh ra bệnh đó ngoại.
Dạ, mình sống mình không có vướng bận cái chuyện gì để lo nghĩ thì nó khỏe lắm. Ví dụ mình làm việc những cái việc thiện đúng với lương tâm, là mình không có làm ác với ai á, là mình đâu có lo nghĩ gì đâu, đâu có sợ sệt gì ai đâu. Nhưng là mình sống nó rất là thoải mái, cái lương tâm mình nó không có bị dằn vặt ở ngoài, là thấy nó thoải mái lắm. Cái này không phải ai cũng làm được đâu, phải có tay nghề nữa đó cô chú anh chị. Dạ, đó mấy đứa đó ngoại, mấy người đó là bữa thứ bảy là ngoại lên đó đó. Dạ, đứa đó là mấy đứa chủ trì trong đó đó, Thương Dừa với con Dung đó là chủ trì ở hậu quán đó. Con Dung nó dễ thương lắm ngoại ơi, dễ thương lắm, gần gũi với mọi người, không có khinh dễ ai đâu, mà nó giàu nhưng mà nó khinh dễ ai đâu. Cái này là tính ra tay nghề như vậy là bao nhiêu năm rồi ngoại? Cái này vậy không? Dạ. Là coi như hồi từ cái lúc mà ra cái sản phẩm này là ngoại đã làm tới giờ luôn hả ngoại? Làm mà nhiều món khác cũng có, cái khác cũng có nữa. Nhưng mà cũng đương bằng cái này. Đương bằng cái này. Vậy là ngoại làm cũng lâu quá nghe mọi người. Cho nên là tay nghề ngoại mới đỉnh gì đó nghe, chứ không phải đương không mà mọi người vô là đương được liền đâu nha. Còn bên đây là cũng như hậu bối của ngoại nè mọi người. À, cháu của ngoại nha, mà đương cũng rất là lẹ tay lẹ chân mà rất đẹp luôn nha cô chú anh chị. À, những sản phẩm này là đòi hỏi cái sự khéo léo nè, với lại là nhanh tay nữa mình mới ra được nhiều sản phẩm. À, cô cho hỏi mình làm cái này được bao lâu rồi cô? Có năm mấy à? À, cũng như là mình mới học, mình làm năm mấy nay thôi ha, để phụ với ngoại rồi ha. À, nhưng mà tay nghề của cô cũng rất là nhanh nhẹn nha cô chú anh chị. Nhanh lắm. Dạ. Làm sao ngoại, nhưng mà tại vì ngoại lớn tuổi cho nên ngoại không làm nhanh được như cô. Dạ, Khương Dừa đâu cũng dễ thương lắm ngoại ơi, Khương Dừa nói chuyện rồi dễ thương lắm. Ngoại nhìn lên ngoại cười một cái cho con xin tấm hình ngoại. Nè, 2, 3. Cười nhìn thẳng đây nè, cười cái coi. Trời ơi, đẹp gái lắm nè. Ngoại hồi xưa là ngoại đẹp gái lắm đó nha mọi người. Trời ơi, ngoại năm nay là gấp, muốn gần gấp đôi tuổi con rồi chứ ít gì nữa. Kệ đi, ngoại sống cỡ 120 được rồi ngoại ơi. Sống cỡ tới 120 cái ngoại đi gặp Phật được rồi. Dạ. Yeah. Không, ý là con nói là ví dụ như ngoại không có vướng bận những cái chuyện gì ở trong cuộc sống á, kiểu như ngoại không có mít lòng với ai, hoặc là mình không có làm gì hại ai, đó là nó vui lắm, nó không có bị cái vấn đề về tâm, cho nên là ngoại sống rất là an yên, ngoại không có cũng như là không có lo gì cái chuyện mà mình phải vướng bận gì cái vấn đề cái lương tâm á, thoải mái thì ngoại sẽ sống thọ à. Dạ, cũng như là thí dụ như mình làm những việc thiện á ngoại, thí dụ mình có thể giúp ai được thì mình giúp, còn không giúp được thì thôi, thì mình cũng cái đó không bắt buộc. Thí dụ như ngoại có thương người vừa ngoại giúp được ai thì giúp trong khả năng của mình á, còn nếu không thôi mình làm những việc thiện là thấy cái lương tâm mình nó khỏe lắm. Thank you.
Ngoài này thì phát hiện được cái bộ bàn ghế cũng khá là lạ nha cô chú anh chị. Đó, đây là cái sản phẩm của anh Năm, ảnh làm ra một bộ bàn ghế nè. Bộ bàn ghế này xài là thiên thu luôn á cô chú anh chị ơi. Đó, có thể ngồi đây ăn cơm cũng được nè, uống trà đồ, hoặc anh em dọn mâm ra đây nhậu cũng ok nữa nè cô chú anh chị. Ôi ơi, mấy cái ghế này làm sao mà hư được, xài tới chết luôn chưa hư cái bộ bàn ghế này đó ngoại. Tính ra anh Năm anh làm cái này cũng êm chứ bộ. Đây là bộ bàn ghế tại nhà của ngoại với bé Ly nha mọi người. Bộ bàn ghế này là xài thiên thu vĩnh cửu luôn, rất là độc lạ luôn. Đó. Đây ngoại để những cái lục bình lên đây nè cô chú anh chị, lục bình khô để ngoại thắt những cái sản phẩm này nè. Đó. Đó. Rất là đẹp nha, cái này là chỉ mới là phần thô thôi, chưa có hoàn thiện ha cô chú anh chị. Khi mình lên hoàn thiện nữa là nó rất là đẹp. Bên công ty họ sẽ làm những cái hoa văn này kia rồi á, lên sản phẩm giống như tô điểm thêm cho nó đẹp để cho cô chú anh chị mình thấy nó đẹp rồi cô chú anh chị mình mua ha. Nhưng mà hàng này là cũng đi nước ngoài luôn phải không ngoại? Dạ. Cái này là bên ngoại là cũng như gia công cho bên công ty. Đó, làm những cái khâu này là chỉ là phần thô thôi. Rồi tới chừng hoàn thiện thì bên công ty họ sẽ hoàn thiện lại một quận nữa để cho ra một cái sản phẩm hoàn mỹ nhất ha cô chú anh chị. Dạ. Con cảm ơn ngoại ha, cảm ơn cô ha, cho phép con ghi hình lại những cái khoảnh khắc mà ngoại đương những cái sản phẩm này nè.